Nam phụ các sam bát đàn si lệ nên nam phụ chân doanh thì ta sma si lăng quỳ số tha dê ta chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới bởi các cái cho nên chư Phật tử Phật đang thọ thì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơn. Xá thu lành thai Uất tam ăn gây na quan đề hăng ba đa phẳng xâm qua ruột tam ăn buốt thầy dơ ca đi tàu đâu sao buốt thâu tam mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đằng chi tôn chỉ thanh ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cuối sinh Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con uất tâm ăn ghê nào quanh đây hăng thẩm anh chạy đu vi thẳng qua răng thẩm mê vô khá đi tâu đổ sâu thẩm mô khá mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo đa pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo buổi sinh pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sang khanh cha đu vi tho tam ăn răng khê dơ kha ni tâu đô sơ sằng khô kham tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cuối sinh tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con Ova tu sắp và mong ra lăng ra khanh tu sắp và hiểu qua tai sắp và bụt trái hai nô pha quê nè sà đà sô thi phá quanh tu tê Ova tu sắp và mong ra lăng ra khanh tu sắp và hiểu qua tai sắp và thầm mang nô pha quê nè sà đà sô thi phá quanh tu tê Ova tu sắp và mong ra lăng ra khanh tu sắp và hiểu qua tai sắp và sân thái hai nô pha quê nè sà đà sô thi và quan tu tên tất cả phước bao hằng có đến người cầu mong chư thiên hộ trì đến người do nhờ quả đức của chư Phật do nhờ quả đức của giáo pháp do nhờ quả đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người te thất lạc tha su tạo vô lượng na ha bồ tát sa sa ne a ro ga su tạo vô thật sa ha sa bê thị nhà trị phi cầu mong cho các hiền tín được sự lợi ích được sự an vui được sự tấn hoa trong đường Phật đạo cầu mong cho các hiền tín khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong giao quyên cả thảy xa thu lành thay phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn hãy làm chuyên tu sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên trợ mau giải thoát để liền kiểm sao nêu trề chẳng gặp Phật nào nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành nguyện cầu tam bảo từ hằng đồ nguyện thoát ba tai nước lửa minh nguyện thấy chúng sanh đành quyền giải căn nhanh sinh tự khổ quyền diệt tâm tham hao lợi danh quyền tu tinh tấn không dài đài quyền sao đào quả sớm viên thành dặn kinh chi cu sa la cầm măng cách tập bằng kỳ đi văn mà cả dê nà quả cha manasa thì đà sẽ su ga tăng ca tăng dê sa ta sa ni nâu a thì dê ca sa ta sa ni nâu
ca tăng bồn nhập pha lăng mày hằng sa bê pha ghi pha quan tự tệ dê tăng cách tăng su với đi tăng điện năng bồn nhập pha lăng mai gia dê ca ta thành đặc trả nam thì để qua cạnh to như dê đại dùm sập bê lô cầm thì dê sa ta chạy quan ta hạ ra hê tu ca mà muôn năng khô trả năng sập bê lắp phàn tu ma ma chê ta sa ti hứa căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cùng trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta và chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an vượt con hội hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay có người làm phước được dài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan thì lãnh chung hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca thàng bởi nhờ tọa thực sanh năng mãn trường sinh thâu phước báo cùng dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng nam mô bích tha hai giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài trí đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa pháp thanh cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ truyền vi giới Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dâng quà phước này đến với tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quà phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ, tại chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và phần phước nào mà con đã tạo được trong buổi lễ bái tam bảo ngày hôm nay, con thành tâm chia cho Xích Kim Nhung và gia đình Xích, mong cho Kim Nhung và gia đình được an ổn, được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành tâm ảnh lễ thượng tọa pháp thanh cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa pháp thanh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Ga Wa To Arahato Samma Sambo Tha Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambo Tha Ha Sa. Nam mô Ta sa Phật-a-wa-to A-ra-ha-to Sam-ma-sam-bu-tha-ha-sa. Phạm thiên vần ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp đổ ca khàn đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nén hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà dạp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đang mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi
chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, trước khi con cũng thỉnh thượng tọa Pháp Thanh lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn ạ. Bài học ngày hôm nay tương ưng kinh Samyut Tanikaya chương 2, tương ưng thiên tử. Hai La Mã phẩm cấp cầu đọc bài 5, chanh đá ná viên đàn. Chanh đá ná viên đàn, đứng một bên thiên tử chanh đá ná nói lên bài kệ với Thế Tôn. Làm sao vượt bậc lưu, ngày đêm vẫn kiên trì, không trú, không bám víu, ai không chìm vực sâu. Thế Tôn, vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, trí siêng năng vọng mạnh, vượt bậc lưu khó vượt, vị đoạn ly dục tưởng, vượt khỏi sắc thiền trược đoạn tận, hỷ hữu ái không chìm xuống vực sâu. Và bản chánh văn đến đây đã hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng rộng rãi bài học ngày hôm nay. Và con đọc con thấy hơi khó hiểu, chắc có lẽ là cái tâm con không có được ổn, nên con đọc con rất là khó hiểu. Con cũng thỉnh sư giảng giải cho chúng con được rộng hơn để chúng con được hiểu được bài ạ. Dạ, Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được ăn vui tiếng quá. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Khai giá. Kính lãnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính lễ ngài trí đức. Chào tất cả quý tu nữ, quý phật tử. Trước khi vào phần giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh hướng về tam bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô ta sa tha vô tô a tô sam ma sam bút tha sa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngày diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bày dạy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo phương luân dược năng trị tâm bệnh với tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phạm tăng. Các ngài là mô phạm của hoàng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, chúc tất cả quý tu nữ, quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc phần chánh kinh và bóp bài lên để tất cả quý vị cùng có thể nắm vững những cái cầu Phật ngôn của Đức Phật. Thì cái tựa và bài thứ năm là Cha Đa Ná Chiên Đàn, tức là cái dịch ra cái chữ Cha Đa Ná đó là chiên đàn.
Thì cái danh từ chiên đàn ở đây á, nó là cái chiên đàn ở đây là cái một cái loại cây, một cái loại cây mà ở các xứ Ấn Độ hay là Miến Điện, hay là Thái Lan, các xứ Quốc giáo đó, người ta hay dùng cái gỗ chiên đàn này làm một cái loại hương liệu. Thí dụ như hồi xưa đó, hồi xưa người ta chưa có đốt nhang, nhưng mà người ta mua cái gỗ chiên đàn này về, người ta chẻ nhỏ ra, chẻ nhỏ ra rồi cái người ta dùng cái bát, cái chén gì đó ha, ta để than, để than cái là để những cái mảnh gỗ chiên đàn này lên, thì khi mà gỗ mà nó ngúng ngúng nó cháy đó, thì bắt đầu nó có tỏ ra cái mùi hương rất là thơm. Thì theo như sư biết đó, thì cái chiên đàn này nó có hai loại. Một cái loại mà chiên đàn trắng thì cái gỗ nó rất là mềm, còn một loại nữa gọi là chiên đàn đỏ thì cái gỗ nó cứng hơn. Thì quý vị mà đi Miến Điện, quý vị thấy những cái người dân ở xứ Miến Điện họ họ thoa một cái bột, họ thoa cái bột ở trên mặt đó. Thì cái bột đó là nó làm từ cái gỗ, cái cây chiên đàn trắng. Cái người dân Miến Điện thì sau khi mà sáng họ ngủ thức dậy á, thì bắt đầu họ tắm rửa sạch sẽ xong rồi đó, là bắt đầu là họ mài, họ có cái dụng cụ giống như cái nắp thạp, nắp lu của mình vậy đó, nó nhám vậy đó. Cái bắt đầu cái gỗ chiên đàn trắng á, họ đem họ mài ra nó ra thành cái bột. Cái bắt đầu họ thoa lên trên mặt, trên tay chân. Thì cái khi mà thoa vậy nó cái nó có cái mùi thơm, nó có cái dòng công dụng. Thì khi mà ở bển sư thấy, rồi sư mới hỏi mấy vị sư Miến Điện, thì mấy sự này nói nó thì nó có một cái tác dụng đó, nó làm cho cái da nó được mịn màng tốt đẹp. Và cái ý nghĩa nữa là gì á, cái gỗ này là cái loại hương thơm, cho nên có những cái vị chư thiên, những cái vị thọ thần, hay là mình còn gọi là hương thần nhá, là những cái vị chư thiên mà ngụ ở trên những cái cây mà nó có cái mùi thơm, có cái hương liệu đó, thì người ta có cái niềm tin á, là khi mà mình thoa như vậy đó thì có được cái sự ủng hộ của chư thiên. Còn cái loại mà quý vị nếu mà có đi Miến Điện, quý vị thấy rằng họ hay làm những cái tượng nhỏ nhỏ đó, ở những cái vùng chỗ mà mình đi tham quan, ví dụ như ở Suy Ra Công đó, chỗ tháp vàng đó, hay là các cái nơi mà thánh tích, cái chỗ của thờ tháp Xá Lợi là vòng vòng trên đất nước Miến Điện ấy, thì ngay ơi làm những cái tượng nhỏ nhỏ cái họ bán cho mấy cái người du khách. Thì cái gỗ mà họ làm tượng nó thường thường là cái gỗ chiên đàn đỏ, thì nó rất là quý. Dạ, cái bột, cái bột mà người ta thoa đó là gọi là bột bột chiên đàn, nhưng mà cái đó là bột cái cây, từ cái cây chiên đàn trắng á, chiên đàn trắng mài ra. Còn cái gỗ mà chiên đàn đỏ thì nó cứng hơn, nó cứng hơn, thì bắt đầu người ta dùng để làm tượng. Những cái vị trưởng lão mà khi sau khi mà viên tịch á, thì khi mà làm cái lễ mà trà tì đó để thiêu cái nhục thân á, thì thường thường là người ta thiêu các cái vị này kèm với cái gỗ chiên đàn. Khi mà cái sẽ có một lần là coi cái lễ thiêu thiêu nhục thân của ngài hòa thượng Xuê Minh á,
Thì khi mà ngài viên tịch rồi đó, thì quý vị biết là tất cả những cái người dân ở trên xứ Miến Điện ấy, là họ đến, họ đảnh lễ, rồi họ cúng dường. Mỗi người đến đảnh lễ cúng dường đó, mấy khúc thôi. Họ cái gỗ chiên đàn ấy, họ cưa khúc khúc ra, mỗi khúc khoảng chừng tấc vậy nè. Họ bán thì những cái người Phật tử họ đi đến ấy, họ giếng ấy, là mỗi người cúng dường tùy theo. Có người cũng mua một khúc hai khúc vậy đó. Ai có khả năng thì cúng nhiều hơn, nhưng mà thường thấy là người ta cúng là một khúc hoặc hai khúc là rất là nhiều. Rồi có người năm bảy khúc cũng chưa không chừng. Thì gom góp lại là một đống gỗ chiên đàn rất là to. Rồi đến khi mà thiêu cái nhục thân của ngài đó, thì bắt đầu ở dưới là ta sắp mà, nhưng mà ngày thì thiêu bằng ga chứ không thiêu bằng củi đó, cho nên là cái gỗ chiên đàn nó sắp sắp vòng vòng xung quanh, rồi cái bắt đầu thiêu để có cái mùi thơm. Thì đó là những cái vị mà trưởng lão mà tu cái giới hạnh tinh nghiêm thì mới được là người ta tôn kính thiêu bằng cái gỗ chiên đàn. Thì để giải thích cho quý vị hiểu về cái gỗ chiên đàn, nhiều khi mình gặp trong kinh thì cái gỗ chiên đàn là một cái loại mà hương liệu quý giá. Nhưng mà sau này thì có một cái loại mà quý hơn là cái gỗ trầm hương. Trầm hương thì nó còn mắc hơn, còn quý hơn là cái chiên đàn nữa. Cái trầm hương thì nó có một cái hương liệu đặc biệt, nó cũng xuất xứ từ từ cái trong cái gỗ. Nhưng mà theo theo sư biết thì cái trầm hương này nó là một cái loại nhựa cây ở trong một cái cây, cái giống cây đó. Mà cái giống cây này đó, khi mà nó bị sâu kiến hay là một cái gì đó rồi cái nhựa đó nó tích tụ ngay chỗ đó, thì những cái người mà họ đi 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 tìm trầm đó, đi tìm trầm đó, họ gọi là cái bắp trầm chứ không phải cây nào cũng có. Mà những cái cây đó, nó lớn rồi cái bắt đầu nó bị sâu hay là hoặc bị dòng máu gì ngay chỗ đó, nó bị giống như bị thương vậy đó. Bị thương đó, thì tự động cái cây đó, nó tiết cái mủ ra để chữa cái vết thương ngay chỗ đó. Thành ra nó tạo thành cái bắp trầm. Mà những cái người mà đi tìm trầm đó, thì họ tìm về rồi cái bắt đầu lấy cái đó ra để mà đem bán. Cái trầm này nó rất là mắc, để làm những cái hương liệu để đốt trong những cái dịp lễ lộc rồi á. Thì chúng ta hiểu sơ sơ như vậy. Và bây giờ mình đi vô phần chánh văn ha. Thì cái vị chư thiên này hỏi là làm sao vượt bậc lưu, ngày đêm vẫn kiên trì, không trú không bám níu, ai không chìm vượt sâu. Thì Đức Thế Tôn mới đáp là: vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chí siêng năng dũng mãnh, vượt bậc lưu khó vượt. Vị ấy đoạn ly dục tưởng, vượt khỏi sắc triền phương, đoạn tận hỷ hữu ái, không chìm xuống vượt sâu. Như nãy cô Nhật Quỳnh có nói đó, thì bị gì đây là nó thể thơ, cái lời văn nó cô động, cho nên là chúng ta phải phải mở rộng ra thì chúng ta mới hiểu được cái ý ở trong những cái đoạn này. Cái gì mà luôn luôn đó đi trên cái con đường
bát thánh đạo, thực hành tam lậu học, giới học, định học và tuệ học, thì cái vị này luôn luôn là nỗ lực gìn giữ cái giới, rồi phát triển cái tâm định, phát triển tâm định thì sẽ đạt đến cái trí tuệ. Thì muốn có được cái đi trên cái con đường giới định tuệ này thì phải có gì? Phải có cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực, mà cái nhờ cái ý chí, mà ý chí siêng năng dũng mãnh, thì giống như cái chiếc thuyền đó. Quý vị thấy những chiếc thuyền, chiếc tàu, chiếc ghe mà nó đi ở trên sông, trên biển thì sao? Phải có cái những cái người mà chèo thuyền phải chèo rất là mạnh, hoặc là người ta có thể người ta nhờ cái sức gió, có những cái buồm, cái buồm này đó nó nhờ cái sức gió đó, nó đẩy, thì người ta đỡ chèo. Còn nếu mà không có những cái thuyền mà hay là hoặc là khi mà không có gió thì người ta phải có những cái người chèo thuyền rất là mạnh thì mới vượt qua được những cái sóng dữ, hoặc là ở trên sông, ở trên biển nó có những cái vùng nước xoáy. Nếu mà chúng ta không vững tay chèo, không có mạnh mẽ thì khi mà rơi vô những cái dòng nước xoáy này có thể nguy hiểm, có thể bị nhấn chìm trong những cái dòng nước xoáy này. Thì cái bọc lưu này là cái gì? Là do cái dục, cái tham dục, những cái tưởng về tham dục, ví dụ như tưởng tượng sự thụ hưởng của sắc thinh vị xúc ở trong cái thế gian này, cho nên là chính vì cái dục tưởng này đó nó hướng đến cái sự tầm cầu thỏa mãn thụ hưởng những cái ngũ dục ở trong thế gian này. Thì khi mà cái người mà hướng đến cái ngũ dục, nhất là ái dục, thì sao? Thì nó là một cái sợi dây trói buộc, nó là một cái triền phược cột trói cái người đó. Và sao? Khi mà tham đắm nhiệt trong đó rồi đó thì bị cái bọc lưu nó nhấn chìm trong cái tham muốn của thụ hưởng cái dục ái dục đó. Chỉ có khi mà nỗ lực quyết chí tu tập thì mới đoạn trừ được những cái hỷ ái hữu ái, tức là hỷ ái là những cái sự quan hỷ thỏa mãn hưởng thụ trong cái dục lạc trần cảnh của thế gian. Hữu ái là cái mong muốn tái sanh vào những cảnh giới an vui để mà thụ hưởng được những cái thiên lạc ở cõi trời chẳng hạn. Do những cái người mà mong muốn được tái sanh, mong muốn được thụ hưởng cái vật chất, cho nên cái sự nỗ lực mà tinh tấn tu tập của họ đó là để hướng đến cái sự thỏa mãn hưởng thụ những cái dục lạc này, chứ không phải là nhằm để giải thoát. Cho nên là khi mà chúng ta lầm lạc là muốn tận hưởng những cái hỷ lạc mong muốn tái sanh đó, thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là cái bọc lưu hoặc là những cái triền phược nó trói buộc chúng ta vào cái vòng quay của sanh tử luân hồi. Và
nếu mà nó là những cái dùng, những cái bọc lưu á, thì sao? Nó nhấn chìm mình xuống vực sâu của tham ái. À, thì cái đó là cái đại ý của cái phần chánh văn. Rồi bây giờ nói đến bọc lưu thì chúng ta phải phải hiểu biết cái có bốn cái loại bọc lưu, hay là dòng nước lũ, cái xoáy nước đó. Bọc lưu đây là cái giống như cái gì mà đi ở trên những cái đoạn mà ngã ba sông đó, những cái đoạn ngã ba sông hay là mình đi ra ở ngoài biển đó, nó có những cái xoáy nước. Cái xoáy nước này là mình rất là khó nhận thấy. Những người mà họ chuyên đi biển thì họ mới thấy được. Cho nên quý vị thấy rằng ở Vũng Tàu đó có những cái chỗ mà nó có những cái xoáy nước mà cái người bình thường không có biết đâu. Những cái người mà chuyên môn về về cái bảo vệ bờ biển, những người này họ rất là rành rẽ. Cho nên những cái chỗ đó thì họ có cắm những cái cây cờ đen. Thì lúc ở đó nó có những cái xoáy nước ngầm. Mình mà không biết, mình lại những cái vùng nước đó mình tắm một hồi á, là bị cái xoáy nước nó rút mình chìm xuống, nó kéo mình ra xa ở ngoài khơi. Cho nên thường thường là có những cái vụ mà bị đuối nước, những bị đuối nước ở những cái bãi biển á, là do những cái người này họ đi tắm mà họ không có biết những cái xoáy nước đó. Thì khi mà lọt vô những cái xoáy nước đó rồi đó thì sao, nó rút, nó nhấn chìm mình xuống dưới, rồi bắt đầu cái dòng xoáy nước rồi nó kéo mình ra ngoài xa. Và nếu mà mình cái sức mạnh mình không có đủ lực để mình vượt qua đó thì sao, bị nó nhấn chìm và gọi là chết đuối, hay là đuối nước. Cho nên chúng ta mà trong kinh á, thì Đức Phật ví những cái xoáy nước này là nó là một cái điều hết sức là nguy hiểm, tai hại cho những cái người mà muốn tu tập thực hành giáo pháp. Thì có bốn cái bọt lưu, hay là bốn dòng nước lũ, hay là bốn cái xoáy nước để nhấn chìm cuốn trôi tất cả chúng sanh. Thì cái thứ nhất là dục bọt lưu. Dục ở đây là những cái tham muốn, mà nhất là cái ái dục. Chính cái ái dục này nè, cái tham muốn dính mắc ở trong các cái trần cảnh thế gian, thụ hưởng những cái vật chất, nhất là cái lòng tham dục đó, thì đó là một cái bọc lưu rất là mạnh mẽ. Nó sẽ làm cho cái tâm của cái chúng sanh đó tràn ngập, rồi nhấn chìm cái chúng sanh đó trong cái tham ái. Hữu bộc lưu. Hữu bộc lưu ở đây rất là cái sự mong muốn và cái sự tái sanh. Quý vị thấy rằng có nhiều người họ tu tập để nhằm hướng đến cái cảnh giới tái sanh trong tương lai. Thì đó là cái gì, là những cái vị mà thực hành thiền định, nhưng mà thiền sắc giới, vô sắc giới chẳng hạn. Thì những cái vị này á, là thực hành để chứng đắc các cái tầng thiền, tầng thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới, hoặc là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vô sắc. Thì khi mà những vị này mà chứng đắc các cái tầng thiền đó, thì khi mà gìn giữ các cái tầng thiền của mình đã chứng đắc cho đến khi mà chấm dứt củ thọ, thân hoại mạng chung, thì những cái vị này đó sẽ tái sanh về những cái cảnh giới tương ứng với các cái tầng thiền mà mình đã chứng đắc. Những vị sanh về cõi chư thiên, hay là nếu mà hành thiền
vô sắc thì sanh về những cái cảnh giới là phạm thiên nè, thì sẽ thu hưởng cái thiên xúc thiên lạc ở cõi trời nha. Hoặc là nếu mà tái sanh là làm người thì có đầy đủ những cái phước báo, có tài sản, có địa vị, có quyền thế để mà thụ hưởng dục lạc ở nhân giới. Chính vì sự mong muốn tái sanh, mong muốn được thụ hưởng những cái thiên xúc thiên lạc, rồi thụ hưởng những cái dục lạc ở nhân giới mà những người này nỗ lực thực hành, thì đó là gọi là hữu bộc lưu. Rồi kiến bộc lưu ở đây ra là những cái hiểu biết, những cái hiểu biết nó lệch lạc. Ví dụ như thay vì mà mình thực hành để giải thoát, nhưng mà những cái người này lại thích những cái phương thức thực hành để mà đem đến cái lợi lạc trong cái đời sống, chứ không có muốn giải thoát. Cho nên là những cái tri kiến, những cái kinh nghiệm tu tập này nó cũng là những cái sự trói buộc, rồi vô minh bộc lưu. Vô minh bộc lưu đây là cái mà chính yếu nhất trong bốn cái. Thì chính vì mê lầm lầm lạc cho nên là mới tham đắm, mới mong cầu cái đời sống ở thế gian này cho nên là cái chính là cái vô minh bộc lưu, hay là gọi là si mê đó, là nó là cái mầm mống để cho các cái bộc lưu khác phát triển. Nếu mà nói về thủ, chính vì những cái bộc lưu này đó, nó cũng là cái bốn cái pháp thủ, là dục thủ, là mê lầm, mê luyến, chấp thủ trong cái hưởng thụ dục lạc, kiến thủ là sự chấp thủ về những cái tà kiến, những cái chấp thủ về những cái tri kiến sai lầm, giới chấp thủ là sự cố chấp về những cái phương thức, những cái nghi thức để mà cầu khấn giang sinh, để mà những cái tập tục truyền thống mà. Rồi ngã chấp thủ là những cái chấp là có ta, chấp rằng sắc là ta là sắc, trong sắc có ta, trong ta có sắc. Chính vì những cái bộc lưu hay là những cái pháp thủ này á, là nó là cái dòng nước xoáy, nó là cái sợi dây trói buộc, nó là những cái triền phược, nó cột trói chúng sanh vào trong cái cổ máy của dòng quay sanh tử của thế gian đó. Cho nên là khi mà chúng ta biết đó, chúng ta phải cố gắng vượt qua những cái dòng nước xoáy này, hay là phá vỡ, chặt đứt những cái sợi dây mà nó cột trói chúng ta. Đó là bốn cái bộc lưu hay là bốn cái pháp thủ để chúng ta vượt thoát ra. Cho nên khi mà chúng ta cố gắng nỗ lực học hỏi, có kinh nghiệm, thì chúng ta phải cải chính tri kiến để cái tư tưởng, cái sự suy tư, cái con đường hướng đến cái mục đích là giải thoát, chứ không phải là mục đích của sự thực hành giáo pháp là để mình hướng đến những cái cảnh giới an vui của cõi trời, những cái sự thụ hưởng của thế gian.
Thì sư nhớ trong một cái bài kinh, thì bài kinh gọi là Đức Phật trong một lần đứng ở cạnh bờ sông, thì mới thấy một cái khúc gỗ, mới thấy khúc gỗ. Thì từ cái hình ảnh cái khúc gỗ mà nó trôi trên dòng sông đó, thì Đức Phật mới lấy cái hình ảnh cái khúc gỗ để giảng giải cho chư tỳ khưu. Vậy gọi là bài kinh ví dụ về khúc gỗ. Thì khi mà Đức Thế Tôn đứng trên bờ sông, thấy có một cái khúc gỗ nó đang trôi trên sông, thì Đức Thế Tôn mới hỏi các vị tỳ khưu này, vậy chứ là cái khúc gỗ này đó, nó có thể ra tới biển lớn hay không? Thì chư tỳ khưu làm thinh. Thì sau đó Đức Thế Tôn mới giải đáp. Đức Thế Tôn mới nói rằng cái khúc gỗ này nó có thể trôi ra biển lớn, nhưng mà nó cũng có thể là không thể trôi ra biển lớn. Nguyên nhân như thế nào này chư tỳ kheo? Thì cái khúc gỗ này đó, nó trôi trên sông vậy chứ mà đâu phải là khúc nào nó cũng đi ra tới biển lớn đâu, không? Có khi cái khúc gỗ nó tấp ở cái bờ bên này sông, có khi nó tấp ở bờ bên kia sông. Rồi có khi sao? Có khi nó bị những cái người khác đó, họ vớt, họ đem lên để họ sử dụng mà làm những cái vật dụng chẳng hạn, hay là hoặc họ làm củi họ đốt chẳng hạn. Rồi nếu mà cái khúc gỗ này đó, nó trôi mà nó bị dính vào những cái dòng nước xoáy đó, thì quý vị biết rằng cái chiếc tàu bè chiếc ghe xuồng đó, thì có cái người chèo thì mới biết để mà vượt qua. Chứ còn cái khúc gỗ thì nó cứ bị cuốn trôi theo dòng nước, chứ nó đâu có cái sức mà phản kháng để mà vượt qua. Cho nên là khi mà khúc gỗ này mà nó đến những cái xoáy nước đó, thì nó bị nhấn chìm xuống. Thì chính vì những cái nguyên nhân là tấp ở bờ bên này, tấp ở bờ bên kia, và bị người ta vớt hoặc là bị nhấn chìm, thì những cái khúc gỗ này đó, nó sẽ không có ra được tới ngoài biển lớn. Còn những cái khúc gỗ mà nó vượt qua những cái chướng ngại này, không tấp bờ bên này, không tấp bờ bên kia, không bị người ta vớt, không có bị nhấn chìm ở trong những cái xoáy nước, thì những khúc gỗ này thì nó mới ra được đến biển lớn. Thì ở đây đó là Đức Thế Tôn muốn dùng cái bài kinh ví dụ về khúc gỗ này để ẩn dụ cái đời sống của cái vị xuất gia tu tập. Nếu mà cái vị mà tỳ kheo xuất gia tu tập nhưng mà không có sự nỗ lực, còn những cái tham muốn dính mắc trong cái đời sống, thì sao? Thì giống như cái khúc gỗ đó, tấp bờ bên này, tấp bờ bên kia, hoặc là sao? Bị người ta vớt lên thì bỏ dở cái công trình tu tập, rồi hoặc là vì những cái tham muốn của trần cảnh, nhất là cái ái dục hay là ái bọc lưu, thì nó sẽ nhấn chìm cái vị này bỏ dở cái công trình tu tập để trở về đời, để thụ hưởng những cái dục lạc, những cái vật chất của thế gian. Cho nên á, là nếu mà chúng ta không có sự cố gắng nỗ lực thực hành giáo pháp, không có cố gắng nỗ lực là ly dục, ly các ác thất thiện pháp, có sự tinh tấn nỗ lực trong cái pháp học pháp hành, thì chúng ta sẽ bị trở lui
bị nhấn chìm, bị trói buộc ở trong cái thế gian, trong cái vòng quay sinh tử luân hồi. Thì đó là để quý vị sư đưa thêm cái bài kinh ví dụ về khúc gỗ để cho quý vị thấy rõ hơn cái lời dạy của Đức Phật trong cái câu thứ năm này. Đó là những cái phương pháp mà Đức Thế Tôn thường hay khuyên nhủ chư tỳ kheo là những cái vị xuất gia, nhưng mà không phải là chỉ riêng chư tỳ kheo mà cái người xuất gia thực hành, mà những cái người hàng tại gia cư sĩ cũng vậy. Nếu mà mình có cái chí hướng, mình có cái tâm mong cầu để học rồi để thực hành giáo pháp, để đem đến một cái đời sống an lạc, hướng đến cái con đường giải thoát, thì sao? Thì phải hướng đến cái chí nguyện mong cầu vượt qua tất cả các cái bọc lưu, hay là những cái pháp thủ để chặt đứt những cái truyền thuật. Thì như vậy đó, thì chúng ta mới mới có thể đạt đến cái đời sống an vui tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta mặc dù là có cái chí nguyện, nhưng mà mình còn bị trói buộc bởi những cái tham muốn, cái trầm cảnh của thế gian, còn mong muốn được tái sanh, còn mong muốn được thụ hưởng những cái thiên súc thiên lạc, hay là những cái tài sản ở nhân giới, thì như vậy chúng ta sẽ bỏ dở cái công trình tu tập của mình, giống như cái khúc gỗ bị trôi dạt, tập ở bên này, tập ở bên kia, rồi bị người ta vớt lên, bị nhấn chìm ở trong dòng xoáy nước, thì không có thể ra đến biển lớn. Biển lớn ở đây là Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ là cái niết bàn, cái sự giải thoát. Còn trong sông á, người ta nói là sông mê. Cho nên nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập vượt qua tất cả những cái xoáy nước, những cái bọt lưu, rồi vượt qua những cái diệt trừ tất cả các cái pháp thủ, chặt đứt các cái triền phược, thì chúng ta sẽ đạt đến thánh đạo thánh quả. Nếu mà chúng ta tạo trữ đầy đủ các cái phước báo, đào bứng tận gốc rễ của phiền não, thì chúng ta sẽ đạt đến biển lớn, đạt đến cái sự giải thoát niết bàn. Thì trong cái câu thứ năm này đó, thì sư đã nói về cái đại ý, cái lời dạy của Đức Thế Tôn trong cái câu thứ năm này, và cũng dẫn dụ thêm những cái bài kinh ví dụ về khúc gỗ để quý vị có thể hiểu rõ thêm về cái lời dạy của Đức Phật. Với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức Phật thể căn an chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì cũng xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, sanh kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Pháp Thanh, sư Tuệ Đức. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không có ai lên thầm mic hết nên con lên đại. Dạ thưa sư, thì con rất là hoan hỷ với những cái lời dạy của sư ngày hôm nay. Thì con cảm thấy là trong thời đại bây giờ thì những cái lời dạy của Đức Phật nó ứng vô với những cái gì mà nó hiển hiện trong cái trận dịch này. Thì con thấy là đúng là chúng ta đang bị trôi lăn, bị giống như một khúc gỗ mà trôi trên dòng nước, là nó bị va chạm. Và cái trận dịch này giống như một cái xoáy nước khổng lồ, nhưng mà chúng ta tâm mà không có an, mà không có bình á, không có được cái sự quân bình, thì chúng ta sẽ bị xoáy vào cái vòng nước của cơn bão dịch như vậy. Thì con có một người bạn, thì bạn ấy cũng là một Phật tử của hệ phái Đắc Tông, nhưng mà bạn ấy cũng học hỏi nhiều về giáo lý của Theravada. Thì bạn ấy nói là bởi trận dịch này xảy ra bởi vì con người ta có những cái tâm bất thiện quá nhiều, và con người thì rất là tàn ác, là coi như là giết sinh vật, giết động vật để mà đáp ứng với cái nhu cầu mà thụ hưởng. Và bởi vì vậy cho nên là có những cái trận dịch như vậy xảy ra để mà giống như là thanh lọc. Thì bạn nói rằng bây giờ thì đang trong cái tâm dịch như vậy, đang có rất là nhiều bệnh nhân đã chết vì Covid, và có những bệnh nhân cũng bị nhiễm bệnh. Thì có nên chăng là không nên giết động vật để mà cung cấp thức ăn cho dân trong cái thời buổi hôm nay? Bởi vì bạn ấy nói rằng nếu mà không có cầu thì sẽ không có cung. Thì bạn ấy biết rằng khi mà mình ăn chay, bạn ấy ăn chay là bởi vì bạn ấy khởi lên cái tâm từ đối với chúng sanh, chứ không phải là vì ăn để mà được cái gì đó. Thì bạn ấy nói là bây giờ để cho cải thiện cái môi trường sống và cái thân, coi như là để cho cái trái đất mình nó an ổn, thì không nên ăn động vật. Bởi vì mình nói là tôi không ăn, mà tại vì nó có sẵn thì tôi phải mua. Thì bạn ấy nói là nếu mà mình mua thì sẽ có người cung cấp, thì như vậy sẽ không chấm dứt được cái sự sát sanh trên thế gian này. Dạ thưa sư, vậy thì theo ý sư thì bây giờ mình phải như thế nào? Có nên chăng là không nên ăn cái thịt động vật nữa, mà chúng ta hãy chuyên về cái rau cỏ hoặc là đậu, để mà có những cái nguồn thức ăn mà đầy đủ dinh dưỡng mà không cần phải qua thịt cá? Dạ thưa sư, xin sư giải thích cho con ạ. Nam mô Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Săng Cà Giá. Thì quý vị thấy rằng ở trên thế gian này các pháp hữu vi nó luôn luôn là nhanh đưa tới quả, luôn luôn là nó là như vậy. Có nhân là tất có quả. Thì có khi từ cái quả mình tri ngược để mình thấy cái được cái nhân. Mình thấy cái được cái nhân để gì? Để mà mình đoạn trừ, mình sửa đổi, mình tránh gieo những cái nhân xấu. Mình chuyển hóa, mình thay đổi, mình gieo những cái nhân lành. Thì như vậy á, nó sẽ đem đến những cái lợi ích tốt đẹp, không? Đó. Thì một phần mà những cái tai ương, cái tai ương dịch quả nó đến là một phần do những cái bất thiện ngay trong cái đời sống hiện tại. Rồi cái
cái quả mà trong cái đời sống hiện tại này đó là do những cái nhân từ quá khứ đến lúc nó trổ quả, chứ không phải là hoàn toàn ngay trong cái đời sống hiện tại này. Hai cái nó tương tác nha, tức là giống như cái cây mà nếu mà không có cái sự dung bồi của nước, của phân thì cái cây nó không thể tăng trưởng được. Mà cái cây nó không tăng trưởng thì làm sao mà nó cho quả, không? Đó. Cho nên á là những cái nhân từ quá khứ cộng với những cái bất thiện trong hiện tại này nó thúc đẩy để mà cái quả nó đến một cách sớm hơn, mạnh mẽ hơn. Ví dụ như bây giờ cái người mình cũng trồng cái cây, nhưng mà nếu mà gieo ở trong những cái vùng đất mà sỏi đá đó, thì cái cây nó èo uột, nó khó cho quả hơn. Nếu mà những cái nhân xấu ở trong quá khứ đó, mình đã gieo rồi đó, nếu mà trong cái đời sống hiện tại này đó, mà mình tích cực mình tạo trữ những cái thiện lành đó, để cản trở cái bất thiện trong quá khứ, thì cái quả nó cũng đến, nhưng mà nó đến nó chậm hơn, yếu hơn. Chính những cái hành động, những cái nhân lành ở trong hiện tại này nó không diệt trừ được hoàn toàn cái bất thiện của trong quá khứ, nhưng mà nó sẽ cản trở bớt cái mãnh lực của khổ đau. Nhưng mà cái nhân từ trong quá khứ, cái nhân bất thiện trong quá khứ đến lúc nó trổ quả, cộng với cái bất thiện mạnh mẽ ngay trong hiện tại này, thấy không? Đó là cái gì? Cái yếu tố để dung bồi cho cái quả nó trổ mạnh hơn. Đó, cho nên á là bây giờ á là cái tình trạng mà thiên tai dịch họa tràn lan là vậy. Chính vì con người lòng tham quỷ hoại môi trường của đời sống, không? Đó, cái ăn không phải là chính yếu, cái ăn nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà nào là khai thác dầu quả rồi lọc dầu hàng ngày là coi như là hủy hoại cái môi trường sống, rồi tàn phá rừng để mà trồng trọt những cái cây mà để thụ hưởng cái lợi ích ở trong thế gian. Mạnh ai nấy phá rừng, mạnh ai nấy hủy hoại môi trường, đắp đập rồi này kia nọ là để mà khai thác triệt để các cái tài nguyên thiên nhiên. Thì mình trồng cái cây nó cho mình cái quả, cái lợi ích, nhưng mà khi mà mình hái cái quả mình ăn á, mình nhớ mình cũng tưới cho nó miếng nước, bón cho nó chút phân, thì cái cây mình sẽ ăn nó bền vững, nó lâu dài. Còn cái này, cái cây nó cho mình quả, mình hái quả mình ăn mà mình không có dung bồi cho nó chút phân chút nước gì hết, mình còn chặt cành chặt nhánh nó, thì làm sao lấy cái gì mà mùa sau nó cho mình quả được, thấy không? Từ cái tài nguyên thiên nhiên mình khai thác nó nhưng mà một phần nào thôi. Còn cái này mạnh ai nấy khai thác một cách triệt để, rồi á cái vấn đề cái ăn nữa, thì cái chủ yếu trong cái đời sống của thế gian này là ăn và thỏa mãn các cái điều kiện về cái các cái điều kiện của cái đời sống, thấy không? Mạnh ai nấy khai thác,
khai thác triệt để luôn, phải không? Đó, thành ra từ cái chỗ đó là nó đi đến cái khổ đau. À, hả mà mình càng mong muốn thụ hưởng những cái tiện nghi càng cao thì sao? Mình càng triệt để phá vỡ cái thiên nhiên. Mà khi mà mình phá vỡ, mất cân bằng ở thiên nhiên thì nó sẽ đem đến cái tai họa. Đó, cái quy luật của nó là vậy. Cái ăn đúng, cái ăn nó cũng là góp một phần vô cái đời sống này, thấy không? Đó, ăn thì ăn đâu phải là để chỉ để là để duy trì cái mạng sống đâu. Ăn phải ngon, ăn phải chất lượng, rồi phải cho nó đẹp, đủ thứ chuyện hết để thỏa mãn cái ăn uống là cũng tàn phá một phần, thấy không? Đó, quý vị thấy đánh bắt ở trên biển, trên sông, họ tàn sát một cách mà cạn kiệt mà. À, hồi xưa thì chỉ là lấy lưới rồi nó kia chạy thôi. Còn bây giờ nó cho nổ chất nổ, rồi nó dùng những cái máy mà phát điện, có những cái máy phát điện, xung điện ở dưới để mà tiêu diệt các cái đàn cá để bắt cho nó nhiều. Dùng cái máy tầm ngư theo cái dò tìm những cái luồng cá để bắt, để khai thác triệt để. Thành ra cái tham muốn, cái tham ái, cái dục ái của thế gian nó quá mạnh đi. Đó, cạn kiệt hết các cái loài vật, ở những cái loài mà quý họ cho là ăn những cái con vật này nó bổ, những cái con vật này làm thuốc được này kia nọ ha, họ bắt viết là coi như là bây giờ là muốn tiêu diệt hết những cái giống của các cái sinh vật đó. Thành ra đó, cái càng ngày cái tâm bất thiện của chúng sanh ở trong thế gian này nó càng mạnh. Mà khi mà cái tâm bất thiện mà nó mãnh liệt ấy, thì chúng sanh rơi vào cái gọi là cái thời kỳ mà ác pháp tăng trưởng. Mà khi mà ác pháp nó tăng trưởng càng mạnh thì thiên tai dịch quả càng nhiều. Cái ăn nó chỉ góp một phần trong cái thiên tai dịch quả này thôi, nhưng mà cái mong muốn thụ hưởng những cái tiện nghi, lợi ích, thỏa mãn những cái dục ái trong cái đời sống này đó, nó mới là góp phần quan trọng. Đó. Còn vấn đề mà thí dụ như bây giờ cái trường hợp mà ăn chay hay là ăn tránh ăn cái thịt thì nó một phần thôi. Thí dụ trường hợp những cái sứ quốc giáo, thí dụ như là ở Miến Điện thì người ta không có chủ trương là phải ăn chay, nhưng mà ta hạn chế là giữ giới sát sanh. Trên nguyên một cái đoạn sông dài, thật là dài, không có thấy một chiếc tàu bè nào mà đi đánh cá. Ở bên Miến Điện gần 2 năm chứ thấy mùa mưa đến, nguyên một cái cánh đồng mênh mông ớt nó kêu rền vang, không thấy có một cái người nào mà đi bắt ếch bắt nhái. Đó, đi trên nguyên một cái đoạn sông dài, đi về đi vô viếng thăm những cái chùa làng, không có thấy nhà nào mà nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo như ở Việt Nam. Đó, thành ra cái đời sống của người ta đó, mặc dù người ta không có chủ trương là phải ăn chay, nhưng mà người ta giữ giới sát sanh. Người ta không có khai thác cái cạn kiệt cái đời sống. Cái lúc đó ở bên năm 2002, 2003 đó, ở bên Miến Điện nó còn rừng rất là nhiều. Đó,
Nhưng mà mấy về sau này là bắt đầu cũng khi mà mở cửa rồi đó thì cũng cho các cái nước khác nó vô nó khai thác, thì bắt đầu khóa rừng, khai thác gỗ, khóa rừng, cái tài nguyên bắt đầu khai thác để phục vụ đời sống, thì bắt đầu nó cũng ảnh hưởng chung. Thành ra cái đời sống chư tăng nó bệnh thường thường á, là ăn giống cũng gần gần giống như ăn chay. Chủ yếu nhất là trong đời sống là ăn gì không, đậu rau rồi này kia nọ đó, cái mà món ăn chính yếu nhất của cái người Miến Điện á, là đậu, đậu nhất là đậu trắng, đậu trắng. Cái bắt đầu ta luộc, ta nấu cái đậu cho nó mềm đi ha. Rồi cái bắt đầu các sư quan sát những cái người mà thợ hồ, những cái người mà công nhân mà đi vô làm cho những cái tăng xá, những cái cốc liêu ở trường thiền, mình cũng muốn tìm hiểu về cái đời sống của ta sống rất là đơn giản. Buổi trưa ta đem theo một cái cầm ăn cơm, thì có một ngăn đựng cơm, còn một ngăn là gì không, đậu trắng ta luộc xong cái bắt đầu ta ấy chút dầu, chút muối với vài lát củ hành. Đó, ta ăn đơn giản nha. Rồi cái món thứ hai nữa là gì không? Là cà nâu. Cà nâu ta cắt khúc ra ha, rồi ta nấu, hoặc là đậu, hoặc là đó những cái món ăn như là đậu xanh. Đậu xanh rồi ta nấu nhừ, ta cắt khúc ta với lại cái giống như cái bún tàu ở bên trên á đó. Để ta làm những cái thức ăn đó, chứ ít có ăn ba cái thịt cá đâu. Rồi thịt gà ở bên Miến Điện á, là quý vị biết không, là ba con gà công nghiệp mà nó lấy trứng ở bên Trung Quốc á, phải không? Nó già thấy ấy rồi, bây giờ hết lấy trứng được, hết khai thác trứng được ra, bắt đầu đó, nó mới nhổ lông hết, nó nuôi thúc ba con gà đó, kêu con gà thải loại đó. Cái bắt đầu Trung Quốc làm thịt xong rồi đưa qua bên Miến Điện, trời ơi, ăn miếng thịt gà, thấy con gà đó thuộc về hàng lão làng đó. Thành ra cái vấn đề ăn uống ấy, nó cũng là góp một cái phần vào cái vấn đề mà khai thác tàn phá cái môi trường, chúng phải nói là chính yếu, mà cái chính yếu nhất là để thỏa mãn những cái nghi thức, cái tiện nghi, cái lợi ích trong cái đời sống, thấy không? Quý vị thấy rằng á, đừng nói đâu xa, quý vị so sánh cái thời kỳ mà gọi là 5, 7, 6, 7, cái thời kỳ bao cấp đó. Lúc đó mình bị cấm vận, xăng dầu rất là hạn chế, thấy không? Đó thì sao, xe cổ nó không có, đi rồi cái phương tiện giao thông đó, nó rất là ít, nó trở ngại cái vấn đề mà di chuyển. Nhưng mà sao, không có tai nạn, không có ô nhiễm, thấy không? Bệnh viện không có phải bị quá tải. Còn bây giờ xăng dầu đầy đủ, vật chất đầy đủ, xe cộ là tiện nghi đầy đủ, máy lạnh, máy liếc, xe cao cấp hạng sang, giường nằm gì cũng có, thấy không? Rồi xe gắn máy thì tha hồ. Cho nên là sao, bị coi như là cứ đến giờ cao điểm là có đâu cái nạn mà kẹt xe, mà xe càng đậu càng lâu á thì phải nổ máy, thì nó nhả khói càng nhiều, thấy không? Rồi những cái mùa mà Tết lễ lộc đồ đó thì bắt đầu á là biết bao nhiêu cái tai nạn giao thông, cái người chết gì trong cái những cái dịp lễ Tết biết bao nhiêu,
Đó. Cho nên đó, là chính cái mà tiện nghi lợi ích, thỏa mãn những cái nhu cầu trong đời sống, cái này nó mới là quan trọng. Chứ cái ăn nó cũng góp một phần trong đó. Chứ quý vị bây giờ nếu mà quý vị mà ăn chay đi, nhưng mà nhu cầu đời sống quá cao đó, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái môi trường, không, chứ không phải là chỉ cái góp cái ăn không. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng cái chính vì cái mong muốn thụ hưởng, thỏa mãn những cái tiện nghi vật chất trong đời sống này, rồi trong đó có muốn thỏa mãn cái khẩu vị nữa, thì nó mới đem đến cái hậu quả tai hại khôn lường trong cái xã hội hiện tại này. Thấy không? Khai thác tài nguyên cạn kiệt rồi á, là bắt đầu cái nhiệt độ của khí quyển càng ngày nó càng tăng. Bởi cái gì? Bởi ba cái khói thải của các cái nhà máy lọc dầu, không? Rồi nhà máy điện đó, mỗi ngày nó thải ra biết bao nhiêu, rồi nào là khói xe, tàu bè, rồi khói của máy bay đó, từ ở dưới đất lên tới trên trời, ngày nào nó cũng biết bao nhiêu là cái chất độc hại CO2 đó, nó thải vào trong cái bầu khí quyển này mà không đem đến cái thiên tai. Rồi chính vì cái mà quỷ ấm, cái vấn nạn mà cái rác thải ở trên thế gian này thấy khủng khiếp không? Rác thải từ ở những cái nước mà giàu có tiên tiến cho đến những cái nước nghèo ở Đông Nam Á như là Việt Nam, rồi Indonesia, rồi Malaysia đó. Trời ơi, bây giờ là cũng như là rác thải nó tràn ngập. Chính cái rác thải này nó cũng góp một cái phần vào thôi, đóng góp vào cái hủy hoại môi trường. Rồi chính cái rác thải này đó, nó cũng góp phần vào cái dịch bệnh này. Đó. Cái ăn nó cũng góp một cái phần trong đó. Nhưng mà cái mà hủy hoại môi trường để hướng đến cái nhu cầu tiện nghi lợi ích trong cái đời sống, thỏa mãn cái tham muốn của con người, nó mới là một cái điều hết sức là quan trọng. Cho nên là mặc dù những cái sứ quốc giáo như là Miến Điện hay là bên Tích Lan, cái đời sống của cái người dân ở bên đó, người ta đâu có chủ trương ăn, nhưng mà ta sống cũng gần như ăn chay vậy đó. Ở Miến Điện thì ta nhiều về rau đậu, còn ở bên Tích Lan thì không, họ có dừa nhiều, thì ăn cơm á, trong cái đời sống họ sử dụng cái dừa rất là nhiều. Thì cũng nuôi sống được vậy, ta cũng mạnh khỏe vậy. Không? Đâu phải mà ăn thịt bò, rồi thịt bò Việt Nam thì chê, ăn thịt bò mà bò Kobe của Nhật, rồi nhập khẩu các cái thịt bò ở xứ châu Âu, Mỹ rồi kia nọ, về ăn nó mới đã, ăn nó mới ngon. Rồi ăn thịt bò, thịt heo, thịt cá, vịt, tôm, cua rồi cũng chẳng có đã. Bây giờ ăn tới cào cào, bò cạp, ăn rắn rít rùa rồi kia nữa, ăn mấy món độc lạ đó, nó mới ngon. Thấy không? Thành ra chính vì vậy đó mà mới đem đến cái mầm mống của dịch bệnh. Rồi rác thải hôi tràn ngập mà không tạo ra dịch bệnh mới là lạ. Đó, chứ cái ăn thì nó cứ góp một phần thôi, nhưng mà vì cái thỏa mãn nhu cầu đời sống
ai cũng nước nào cũng đua nhau sản xuất, đua nhau là tạo ra những cái tiện nghi vật chất trong đời sống mà không nghĩ đến cái tai hại, cái gì nó cũng có cái lợi và cái hại. Nhưng mà mình phải có trí tuệ để mình so sánh, mình mới thấy ở cái lợi này nó bao nhiêu mà cái hại nó bao nhiêu. Đó. Nhắm mắt chỉ chạy theo cái lợi không mà mình thấy cái hại, cái hủy hoại môi trường. Cho nên là bây giờ á là chịu chung, bởi vì á mình cũng có đi máy bay, mình cũng có đi xe, những cái tiện nghi để di chuyển trong đời sống, phải không? À, khai thác than đá rồi đủ thứ chuyện trên đời hết. Thì giờ tại vì mình cũng có góp phần trong đó, mình có thụ hưởng là sao, cho nên bây giờ cộng nghiệp với nhau, mình cũng chịu chung cái thiên tai dịch quả đó. Khi nào mà chúng ta ý thức được mình trồng cái cây mình ăn vừa phải thôi, à, rồi mình á tưới nước, mình dung phân cho nó, à, nó cho mình, nó nuôi dưỡng mình thì mình phải bảo vệ nó. Còn cái này mình ăn xong rồi á, mình chặt cành, chặt nhánh, mình lột vỏ, mình đào rễ luôn thì làm sao mà cái cây nó tiếp tục nó cho mình cái quả tốt đẹp được. Tất nhiên là cái khi mà cái cây mà nó hủy hoại, nó chết thì sao? Không có bóng mát, à, trời nắng mà mình không có chỗ nào để mình nương, rồi á nó không có cho mình cái quả để mà mình thụ hưởng trong cái đời sống nữa. Đó, thành ra là nói là ăn trái mình phải biết, mình phải dung bồi lại cho nó, à, mình tưới nước rồi mình dung phân cho nó để nó xanh tốt, thì cái mùa sau á nó mới cho trái ngọt, mình mới có để mà dùng, mình ăn. Không, còn cái này là mạnh ai đấy hủy hoại môi trường, à, rồi tới chừng thiên tai dịch bệnh rồi lúc đó là nói là thế này thế khác. À, bây giờ á hằng ngày các cái nhà khoa học, các cái nhà nghiên cứu nó la làng ở trên truyền thông là vấn đề bây giờ á là những cái băng ở trên miền cực bắc hay nam cực, phải không? Càng ngày cái những cái vùng băng nó thu hẹp lại, mà khi mà băng nó tan á thì sao, thì bắt đầu nước biển nó dâng, rồi khi mà cái mất cân bằng cái khí quyển trong thế gian thì sao, thì bão tố phong ba càng ngày càng nhiều. Hồi đó thì mưa thuận gió hòa, còn bây giờ mùa mưa mà mưa rất là ít, nhưng mà tới mùa nắng nó lại mưa, do cái tâm tham ái, à, cái bất thiện càng lúc nó càng nhiều, thì khai thác quá mức cái tài sản của tài nguyên của thế gian, của thiên nhiên, thì nó đem đến cái sự mất cân bằng. Quý vị á, thấy Đức Phật dạy mình đi trên cái con đường trung đạo, nó rất là hay để áp dụng vào trong cái đời sống. Ha. Cái khi mà chúng ta mà tham muốn càng nhiều là cực đoan, giống như cái quả lắc đồng hồ đó. Hả, mà cái quả lắc mà nó cái biên độ nó dao động mà nó đánh qua cái phía bên này mà càng cao chừng nào á, thì bắt đầu nó trả lại, nó đánh qua cái phía bên kia đó, càng cao. Khi nào mà mình đi trên cái con đường trung đạo ở giữa đó, thì mình sẽ đem đến cái lợi ích. Không? Cho nên á, sư nói hoài, nói là đừng có tham muốn cực lạc. Đã càng tham muốn cực lạc á, thì càng cực khổ. Không? Càng tham muốn thỏa mãn những cái nhu cầu lợi ích tiện nghi trong cái đời sống, thì bắt đầu cái quả nó đem đến sẽ càng nhiều. Cái quy luật nó là vậy thôi. À, cái ăn á nó cũng góp phần ở trong đó. À,
Nhưng mà cái ăn á là nó hỗ trợ à, chứ không phải là cái chính yếu. Bây giờ á ăn chay mà thụ hưởng cái tiện nghi mà quá cao á thì nó cũng đem đến cái vấn đề mà hủy hoại môi trường à, cho nên nó là sao chúng ta bây giờ á, sống à, trở lại gần gũi với thiên nhiên càng nhiều thì càng tốt à, giờ mà đua nhau mà tiện nghi rồi xe hơi rồi tàu bè máy bay rồi đời sống là máy lạnh máy liếc đủ thứ chuyện á thì phải tiêu thụ cái năng lượng càng nhiều, rồi nào là nhà máy nhiệt điện khai thác than rồi cái nó đủ thứ chuyện hết, hàng ngày xả các cái chất khí độc hại vào bầu khí quyển hủy hoại môi trường thì chắc chắn là nó sẽ đem đến cái thiên tai, rồi á là rác thải, rồi á là các cái chất mà ấy mà càng ngày mà xả ra thiên nhiên càng nhiều, rồi đốn cây đốn cối thì các cái chất độc hại này mà nó không có cái chỗ để mà hóa giải thì nó là cái môi trường tốt đẹp để cho những cái dịch bệnh nó sinh sôi nảy nở đó. Thì theo cái sự hiểu biết của sư thì sư thấy vậy à, còn cái nếu mà cái vấn đề mà ăn á, thì nó chỉ góp một phần nhỏ thôi, nhưng mà vì cái nhu cầu à, thụ hưởng những cái lợi ích tiện nghi của đời sống nó mới góp phần vào hủy hoại môi trường à, rất là lớn à, xin giải thích cái thắc mắc của cô hôm nay và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui trong một buổi thầy giá. Dạ con xin kính tri ân những cái lời giải thích rộng ra của sư và con hiểu rõ hơn nữa. Dạ con kính tri ân sư và xin mời các vị đạo hữu cùng tham gia. Sa thú rành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay cũng như trả lời câu hỏi của Hồng Mai. Và một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư và cảm ơn Hồng Mai đã cho câu hỏi và cảm ơn Tina, cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ tri tôn đức Nhật Quỳnh, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị có thể đưa lên và có thể câu chích chát để cho sư thảo luận trong cái bài giảng ngày hôm nay mình hiểu như thế nào. Và có gì thắc mắc thì xin quý vị mạnh dạn đưa bằng tay mình lên. Và hôm nay cũng là ngày Nhật Quỳnh điều tiết liên tiếp cho Xích Kim Nhung, nên là nghe kính mời đạo tràng thảo luận để cho sư được trả lời được rộng rãi, để cho đạo tràng hiểu rõ hơn bài học ngày hôm nay. Và cũng phân tâm một chút ạ. Và con xin sám hối với đạo tràng. Dạ bạch sư, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tạm chất nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu để trong lúc chờ đợi những bàn tay cũng như những câu chích chát con sẽ đọc để con cung thỉnh sư và sự nghỉ ngơi trong giây lát bạch sư. Dạ, con thú thật là lúc nãy sư giảng bài con không có ngồi trước máy được nên con không có hiểu rõ lắm lời của sư giảng. Bây giờ con xin đọc lại cái bài rồi con sẽ cho sư cho con hỏi, và trong lúc chờ đợi thì kính mời bằng tay quý vị nha. Dạ.
Dạ, theo như câu hỏi của cái vị vị thiên tử Chandana hỏi Thế Tôn, làm sao vượt bậc lưu ngày đêm vẫn kiên trì không trú không bám víu, ai không chìm vượt sâu? Thế Tôn, vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chí siêng năng dũng mạnh, vượt bậc lưu khó vượt, vị đoạn ly dục tưởng, vượt khỏi sắc triền vượt, đoạn tận hỷ hữu ái, không kìm xuống vượt sâu. Và bạch sư, sư có thể giảng thêm về cái đoạn tận hỷ hữu ái á, bạch sư. Và cái câu này con thấy một người phàm nhân như chúng con rất là khó đoạn tận. Thí dụ một cái chuyện rất là nhỏ, cũng rất là nhiều. Ví dụ mình thấy ở dân Sài Gòn đi, dạ, dân Sài Gòn hiện tại là rất là đông, ngày nào con nhìn tin tức cũng là 4-5 ngàn người lây nhiễm bệnh mới. Thì thật sự mình cũng rung động, mình cũng lo lắng. Nhưng mà nếu có một người trong group này thôi, dạ, đừng nói tới thân cận, đừng nói là con nghĩ thuộc nữa, là người trong group này thôi. Mà bản thân con nghe cái người trong group, những cái thiện hữu có trong group này mà bị đó bệnh, hoặc thân nhân của vị đó bệnh, thì tự nhiên con cũng nao núng. Dạ, con cũng rất là nao núng. Thì bà sư, nếu mà trường hợp con gặp mà cái trường hợp như vậy, ví dụ như con, ví dụ con nghe Kim Nhung hồi ngày hôm qua hồi tối nhắn tin cho con là Kim Nhung không thể vào tụng kinh được, rồi gia đình Kim Nhung bị thế này thế nọ, thì tự nhiên con cũng rất là lo lắng và cũng suy nghĩ hoài. Dạ, suy nghĩ hoài mình làm cách gì để giúp cho gia đình Kim Nhung để vượt qua cái khó khăn đó. Thì bạch sư, nếu mà gặp cái trường hợp như vậy, thực tế là như vậy, thì con phải làm như thế nào, phải tu tập làm sao? Mặc dù luôn luôn mình nói là tâm mình phải định tĩnh trước mọi sự việc, mọi hoàn cảnh khó khăn ở trong cái cuộc đời này, nghịch cảnh, dạ, nghịch cảnh trong cái cuộc sống mình. Nhưng mà chỉ một chút như vậy thôi thì mình đã thấy mình bối rối rồi. Thì sư chỉ dạy giùm con là mình tu tập cách nào để mình có thể bớt cái bối rối đó không, bạch sư. Dạ, con kính nhân mít đến sư chỉ dạy giùm cho con ạ. Nam mô Bích Thai. Dạ, nam mô Bích Thai. Dạ, nam mô Thẩm Mà Giá, nam mô Khăn Sằng Khà Giá. Thì cái gì mà học trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật dạy tham ái sinh sầu muộn, tham ái sinh lo sợ, thấy không? Bây giờ á, cái gia đình ở hàng xóm họ bị á, quý vị có lo không? Còn mà gia đình anh chị em thân bằng quyến thuộc mình á, mình nghe tin cái người đó bệnh mình mới lo, phải không? Tại sao? Tại cái tà kiến mê lầm, tại cái tham ái. Cha tôi, mẹ tôi, chồng tôi, con tôi, vợ tôi, anh chị em tôi mới lo, thấy không? Đó, ha, đó. Chính vì cái tham ái đó mà mình mới là lo lắng. Đức Phật mới dạy, khi nào mà mình đoạn tận được cái tham ái thì mình mới không có sầu bi, không mới lo sợ, không? Bởi vì
cái người chồng mình, người vợ mình, hoặc là con mình, thấy không? À, thí dụ, giả dụ như bây giờ á, cái đứa con nó đi làm, đi làm thường khi là 5 giờ là nó về tới nhà, mà bữa nay mà 6:30, 7 giờ mà chưa thấy nó về là bắt đầu là lo rồi đó. Trời ơi, không biết nó có bị tai nạn, có vụ gì không, tới giờ này không, nó chưa về tới ha. Tại sao? Tại vì nó là con của tôi mới lo ha. Người khác mà bị sốt rét, bị bệnh đâu cái nọ thì quý vị nghe nói thôi ấy kia bình thường, nhưng mà tại vì con tôi đó, cho nên á là chính vì cái luyến ái, cái dính mắc à, thì bây giờ á mình thấy mình muốn diệt trừ được những cái khổ đau sầu bi khổ u não rồi nè, là mình đi truy ngay cái nguồn gốc của nó, thì phải diệt trừ ngay cái chỗ này, thấy không? Đó thì mới chấm dứt được cái mà dao động rồi lo lắng sầu bi khổ u não đó. Chứ còn mình cứ chặt ngay cái ngọn không thì bắt đầu nó vẫn phát triển tiếp tục nữa đó. Cho nên á là Đức Phật dạy đó, chính cái nguồn gốc đó, không? Chính vì mình nghĩ là có tôi, có ta, không? Cái gì của tôi thì tôi phải gìn giữ à, cho đến khi nào mình thấy được thân ta còn không có, cái thân ngũ quẩn này á không phải là của mình nữa, chứ đừng nói gì cái xung quanh. Cái thân của mình lo còn không được, mình không muốn nó bệnh mà nó vẫn bệnh à, mình không muốn nó già nó vẫn già à, mình không muốn nó bị hoại diệt nó vẫn đi tới cái hoại diệt, mình còn không làm chủ được nó, ha? Đó mà mình đòi mình làm chủ, mình điều khiển cái đời sống của người khác à. À, con tôi, chồng tôi, vợ tôi, anh chị em tôi phải như thế này, phải như thế kia sao được. Đó, cho nên á, Đức Phật mới nói đó, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Khi mình thức tỉnh, mình ý thức được rồi á, thì mình mới đoạn trừ được những cái lo lắng, à, tham ái trong cái đời sống này. Nghe không? Đó, tại vì những cái mê làm tà kiến chấp thủ à, nó đem đến cái phiền não, thì trong đó phiền não là nó có khổ đau rồi có sầu bi đủ thứ chuyện trong đó. Đó cho nên đó là chúng ta học tìm hiểu để dung bộ trí tuệ, để chúng ta thấy được à, trong cái thân ngũ quẩn này hoàn toàn không có một con người à, không có cái gì là của tôi trong này hết à, nó chỉ là những cái thành phần vật chất và tinh thần do nhân duyên, do nghiệp báo nó đưa đẩy, nó hình thành à, rồi đến lúc nào đó cái duyên hết thì nó sẽ tan rã à, chứ không có cái gì là ông Pháp Thanh, không có cái gì là cô Nhật Quỳnh hết trơn, không có người nam người nữ, không có một con người nào ở trong này. Nhưng mà ở thế gian ấy, thì mình phải chế định à, để mình nói chuyện với nhau à, còn nếu mà mình nhìn đúng cái thực tánh thực tướng ấy, thì không có gì là ông Pháp Thanh, không có gì là cô Nhật Quỳnh hết. Đó, thì lúc đó đó thì mình sẽ bớt được cái khổ đau à, cho đến khi nào mà mình đoạn tận tất cả các lậu hoặc à, thì cái tâm mình sẽ hoàn toàn
ổn định. Còn bây giờ mình còn phàm nhân, do cái sự tu tập, do cái kinh nghiệm trong tập hành mình chưa đủ mạnh, đôi lúc mình cũng còn vướng bận, cũng còn bị dao động bởi cái tâm tham ái. Có đôi lúc đó, mình cũng biết chứ, mình cũng biết thân ta còn không có, mình lo cho mình còn chưa xong cái này. Nhưng mà nói vậy á, chứ tới chừng mà mình nghe thân bằng quyến thuộc của mình á mà bị cái vấn đề gì á, cái tâm mình cũng dao động. Tại vì sao? Tại vì những cái luyến ái nó cũng còn. Cho nên á, là lúc đó là chúng ta cũng còn dao động, cũng còn lo lắng, cũng còn sầu bi ha. Thành ra đó là cái nguyên nhân. Bây giờ chừng nào mà mình đạt đến những cái thánh đạo từ thánh hữu học thì quý vị thấy rằng các vị thánh hữu học đôi lúc cũng vẫn còn bị dao động nhé. Cái trường hợp mà bà Visakha, quý vị thấy không, bà là đạt đến sơ đạo sơ quả rồi đó, nhưng mà bà có đứa cháu nội mà bà thương mến đứa cháu nội mất, bà còn khóc lóc bà còn tóc tai còn ấy rồi, còn đi đến tịnh xá. Rồi Đức Thế Tôn mới hỏi, bà mới nói, rồi Đức Phật mới cảnh tỉnh. Đức Phật mới hỏi gì chứ, ở trong cái kinh thành này một ngày có bao nhiêu đứa trẻ nó qua đời? Thì bà ta nói là có hàng trăm đứa. Thì Đức Phật mới nói, nếu mà hàng trăm đứa đó nếu mà là con cháu của bà đó, thì cái sự khổ đau của bà nó sẽ tăng lên hàng trăm. Thấy không? Tại vì con mình có đứa cháu nội mà mình còn khóc lóc, mình than gian cỡ đó, mà nếu mà mình có cả trăm đứa cháu nội mà chết thì mình, cái sự khổ đau của mình nó còn nhân lên gấp trăm lần. Thấy không? Thành ra mình phải ý thức được mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, có cái tuổi thọ riêng của mỗi người. Chính vì cái nghiệp riêng này mà nó phải gánh lấy những cái quả mà những chúng sanh đó đã từng gieo. Bây giờ mình chỉ là hỗ trợ giúp đỡ thôi, chứ giờ mình không có lo lắng, mình có làm gì được hết. Thấy không? Cái gánh nặng của ai thì người đó mới cảm nhận được cái nặng. Chứ còn bây giờ mình muốn gánh thế, gánh cũng được. Bởi vì nhân đã gieo rồi, đến lúc quả nó trổ. Nếu mà cái người đó biết ráng cố gắng tạo trữ những cái thiện nghiệp ngay trong đời sống hiện tại này cho thật mạnh mẽ, thì nhờ cái đó nó là cái lực cản nó làm cái quả xấu nó bớt cái hiệu lực đi. Thấy không? Đó. Chứ còn bây giờ mình không có làm gì được, mình không can thiệp gì được, mình không có điều khiển gì được hết, nhớ là như vậy, thì cái tâm mình nó sẽ bớt bị chấn động, bớt bị dính mắc, bớt sầu bi. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Chúc cô và quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú đành thai chúng con hành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy câu hỏi của con, cách để mình tu tập cho nó bớt thôi về thân bằng quyến thuộc mình có những cái đau khổ, có những cái bất an thì để mình bớt đi. Thì con rất là tri ân sư, nhưng thật sự rất là khó đó bạch sư. Dạ, rất là khó, mà luôn luôn con cũng thường luôn tâm niệm thân mình còn không phải có của mình, có đôi khi những cái rất là nhỏ nhặt
nhưng mà mình cũng không có điều khiển nó được, thì lúc đó con cũng tự dạy mình là thấy chưa, đâu phải của mình đâu. Chứ nếu của mình thì mình đã biểu nó được như thế này, biểu được thế kia rồi, nhưng mà nó đâu có chịu. Dạ, nó không chịu những cái chuyện rất là nhỏ nhặt, nhất là ví dụ như bây giờ mà khi cơ thể nó cần ngủ mà mình cố tình mình thức mà để mình làm việc nọ việc kia, tại vì cái quỹ thời gian mình không có cho phép mình ngủ. Nhưng mà khi mà nó không ngủ được thì con mắt nó nhức, nó không thấy đường, nó thế này thế kia, thì lúc đó con cũng tự nghĩ ồ, đâu phải của mình đâu, mà nó muốn mình muốn nó vẫn không cho. Nhưng mà tới lúc mà mình nghe con cái hay mình nghe người này người thân bằng quyến thuộc mình có việc nọ việc kia thì thật sự mình cũng rất là nao lòng. Dạ, cái lòng mình nó rất là nao núng. Dạ, nên con cũng sẽ cố gắng, dạ, cố gắng tập nữa, dạ, tập nữa để được an vui trước những nghịch cảnh. Dạ, nhưng mà cái câu hỏi của con á, Bạch Sư, nếu bây giờ mình ví dụ như con nghe gia đình con có chuyện này chuyện kia đi, thì mình phải nói mỗi cái chúng sanh có cái nghiệp riêng rồi, thì mình chỉ lo, giờ mình lo cũng không được gì. Ví dụ như con từ bên Mỹ đi thì về Việt Nam thì chúng bất quá chỉ có người hỏi thăm hay không biết cái gì, chỉ chút đỉnh gì thôi, chứ cũng chẳng có săn sóc tận tay, chẳng làm gì được. Thì ý của con mình hỏi thăm như vậy rồi mình không lo lắng, thì có phải mình lạnh lùng đối với thân nhân không, Bạch Sư? Dạ, mình có lạnh lùng không? Người ta sẽ nói ồ sao người gì mà lạnh lùng quá, nghe con cái hay nghe cháu mình này kia nọ gì mà tính bơ à. Như vậy mình có phải là người lạnh lùng không, Bạch Sư? Dạ, sư chỉ dạy giùm cho con ạ. Nam mô Bích Hà nha. Nam mô Bích Hà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Khai giá. Quý vị biết rằng cái pháp thế gian thì nó phải vậy. Ví dụ như cái trường hợp mà cái người quá giảng mất rồi, ta làm cơm ta cúng, thấy không? Mỗi ngày phải cúng cơm. Chứ nếu mà không cúng cơm có nhiều lúc thân bằng quyến thuộc ta nói trời ơi tội nghiệp cái ông đó quá, ông mới chết mà con cái ông, con cháu ông cúng cơm cho ông ăn nữa. Nhưng mà sự thật ra đó, khi mình đem cơm lên mình cúng mà chẳng qua để mình tưởng nhớ cái người thân của mình thôi, chứ ông có ăn đâu. Do cái phước báo của ổng đi tới sanh đến cảnh giới nào rồi, mà mỗi loại chúng sanh thì nó có mỗi cái loại vật thực riêng phù hợp với cái cảnh giới đó, ở chúng sanh đó, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình không làm là không được đó. Thì nó một phần nhé, là nó theo cái truyền thống, cái tập tục của thế gian. Thân bằng quyến thuộc mình có vấn đề gì phải hỏi han, thế này thế kia phải lo lắng được kia nọ, là mấy cái người mới phải có sự quan tâm, mới làm mà tròn cái bổn phận. Chính vì mình bị cột rối, mình bị dính mắc từ rất nhiều những cái mối trói buộc đó. Cho nên là khi mà Yajungala hạ sanh đứa con đầu tiên đó, thì Bồ Tát mới sợ, ngài mới thốt lên thêm một cái dây trói buộc nữa. Là sao? Khi mà
có một đứa con chào đời rồi dính mắc trong cái luyến ái, cái tình thương, rồi nhiệm vụ, rồi phải lo lắng đủ thứ chuyện. Tại vì là cái sợi dây trói buộc, cho nên là Đức Bồ Tát mới than vậy đó, Thái tử mới than vậy đó. Thì Đức vua Tịnh Phạn nghe mới tưởng là ấy, mới đặt tên là Rahula, là cái thằng thúc cái sợi dây trói buộc đó. Khi nào mà mình ý thức được, mình thấy được thì mình sẽ cố gắng để mình thoát ra. Còn ở thế gian này thì họ sống như vậy. Bây giờ ai mà làm trái hơn, khác hơn là họ không chịu, thấy không? Nhưng mà cái sự tu tập là nó đi ngược với cái chế định, cái tục đế của thế gian. Người ta là cố gắng sống để thụ hưởng, để hưởng thụ dục lạc của thế gian. Mà cái người tu là phải bắt đầu phải càng ngày là phải xa lánh, phải chế ngự, không có nhiễm nắm, không có chìm đắm trong cái dục lạc của thế gian. Càng ngày mình phải thoát ra những cái tục đế chế định của thế gian, để có thời gian mình tu tập. Còn mình càng vượt thoát ra những cái tục đế, những cái bổn phận nhà của thế gian mà họ định đặt, thì họ nói mình là thế này thế khác. Thì cái đó là cái quy luật tự nhiên. Đó, cho nên là mình giữa cái sự tu tập và giữa cái bổn phận, những cái chế định của thế gian mình giữ, nhưng mà mình đừng có dính mắc, thấy không? Đó, bây giờ mình biết, bây giờ cái người bệnh nặng là chỉ có cái phương pháp y học, thuốc men, hay là những cái người mà rành về cái vấn đề mà chữa bệnh, những cái người nó lo được. Chứ còn mình bây giờ mình lỡ đó mình cũng làm được gì, mình sớ rớ đó nó còn cản trở công việc của người ta nữa, thấy không? Cái thứ hai bây giờ mình buồn rầu uất ức khóc than không có đem đến cái lợi ích gì hết, không có làm cho cái người đó được bớt bệnh. Nhưng mà mình không thể mình theo đạo mình bỏ đời, mình không hỏi han rồi cũng được, thì mình cũng giữ bổn phận, thì lâu lâu mình cũng hỏi thăm gì đó, mình có lời an ủi là thôi giờ ráng cố gắng uống thuốc uống men đồ nó cho nó đầy đủ, nghe theo lời bác sĩ, làm cho nó đúng để giảm thiểu được cái bệnh tật, thấy không? Chứ còn mình lơ là quá, mình lạnh nhạt quá, mình biết là bây giờ hỏi han nó nhắc nhở thì cũng không có được gì, nhưng mà ở thế gian nó phải là vậy, vậy nó là thế gian, thành ra mình cũng phải giữ, mình cũng hỏi han rồi này kia nọ, mình cũng có một chút sự quan tâm để người ta không có chê trách, nhưng mà biết mình động viên an ủi vậy thôi, nhưng mà cái sự trị bệnh là của cái người đó, nếu mà con họ có phước thì họ sẽ sớm vượt qua, còn nếu mà quả thật cái nhân duyên đã đến, cái tuổi thọ đã hết, thì mình cũng đành chịu, mình không can thiệp được gì đâu. Mai mốt cái chết nó đến với mình thì cũng vậy thôi. Các buổi
hỏi về vấn đề mà dịch bệnh ở đây đó. Thì ở đây đó nó có hai vấn đề. Vấn đề mà những chúng sanh mà đang bị hành hạ bởi cái bệnh tật đó, là những chúng sanh đó trả nghiệp. Không? Còn những chúng sanh mà vì cái dịch bệnh này á, nó khốn khó trong cái đời sống thì cộng nghiệp. Đó. Thấy không? Đó, quý vị thấy cái trường hợp mà dòng Thích Ca mà bị vua Quý Đu Đá Phá truy sát đó. Họ tàn sát cái dòng họ Thích Ca đó. Thì những người mà bị chết đó là những người bị trả nghiệp. Còn những cái người mà cộng nghiệp á, như Đức Thế Tôn á, cái thời đó cũng cộng nghiệp với những cái người mà hồi đó, lúc đó là Bồ Tát còn nhỏ, đâu biết gì đâu, thấy cả làng á, và trong đó cũng có gia đình của Bồ Tát á, xuống dưới cái ao, cái hồ bắt cá lên nhiều quá. Bồ Tát cũng quan hỷ cũng quan hỷ theo thấy cá nhiều quá mà nít đâu biết gì đâu, thấy cá nhiều quá cũng vui, cũng quan hỷ theo cái bất thiện đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn cũng bị nhức đầu, bị bệnh. Còn những cái người mà đích thân mà xuống hồ rồi bắt cá ở trong cái hồ đó, rồi bây giờ đến cái lúc mà cái quả nó đến thì những con cá đó là gì, là cái đám mà binh tướng của vua Quý Đu Đá Phá. Vô cái Kình Đồ Ca Tỳ La Vệ mà tàn sát những cái người dòng họ Thích Ca hết. Thành ra đó, khi mà cái nghiệp nó đến thì nó có hai, có những chúng sanh trả nghiệp và những cái người mà cộng nghiệp ấy, thì cũng bị dạ lây. Người ta nói ngoài đời cũng bị dăm miệng, phải không? Đó, thành ra đó, mình thấy vậy đó. Thì để biết bây giờ mình cũng khốn khó trong cái đời sống, bị cô lập, bị giãn cách, bị đồ này kia, nó đủ thứ gì, tại vì mình hồi đó mình cũng có tham gia vô, mình cũng trực tiếp, nhưng mà mình cũng tùy hỷ, mình vui theo cái điều bất thiện. Rồi bây giờ mình cũng bị giả lấy, mình cũng bị nhăn miệng, nhưng mà sơ sơ nhẹ nhẹ. Còn những cái người mà họ tạo những cái bất thiện nặng thì bây giờ họ phải dướng vô những cái bệnh tật. Không? Còn những cái người mà cái nghiệp bất thiện mà quá mãnh liệt thì những cái người đó bị cái gì, bệnh tật nó cắt đứt cái đời sống. Đó, thành ra mình sẽ thấy cái này là một cái pháp thử. Cái pháp thử để thấy được cái phước của mỗi người, những chúng sanh mà cái bất thiện nó sâu dày, những chúng sanh này bị cái chướng nghiệp nó cắt đứt cái đời sống. Rồi những chúng sanh mà cái nghiệp nặng hơn chút thì bị bệnh nặng, nhưng mà không có đến nỗi mà đến mất mạng. Còn những người mà cộng nghiệp ấy, thì sao? Cũng bị dạ lây, cũng bị khó khăn, không? Cũng bị cảm sốt rồi cái nọ sơ sơ vậy đó, bị giãn cách, bị đồ này cái nọ vậy đó. Để mình thấy là cái thời kỳ mà các ác pháp, cái quả xấu nó đến là cả trong một cái cộng đồng xã hội, cả một cái thế giới. Quý vị thấy rằng bây giờ cái dịch bệnh nó là không có từ một cái chỗ nào hết, từ kinh đô vua chúa đến là những cái hang hốc, cái kẹt của
dân mà vô gia cư bần cùng rồi đó, nó không từ ở đâu hết á, nó càng quét là không có chừa ai hết. Đó là do cái nghiệp xấu, à cái nghiệp bất thiện, thành ra đến lúc mà nó cho quả thì tùy theo ai mà càng gieo cái nhân mạnh chừng nào thì cái quả nó trổ mạnh chừng nấy, ai gieo cái quả nhẹ hơn thì gánh lấy cái quả nhẹ hơn, ai mà tùy hỷ với cái bất thiện, vui theo cái điều bất thiện đó thì bắt đầu á thì cũng cộng nghiệp mà cũng bị giả lấy nhưng mà cái đó thì nó nhẹ hơn. Thì ví dụ khi đó đó, bởi vậy chúng ta trong đời sống chúng ta phải biết chúng ta biết ráng cố gắng gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp ngay khi mà chúng ta còn có điều kiện có thể làm được. Thành ra Đức Phật nói sao, ác nhỏ không làm ha, phước dù nhỏ mình cũng cố gắng mình làm, mà cái bất thiện mà dù nhỏ nhất mình cũng đừng làm đó. Thành ra chúng ta phải biết cái điều đó. Đó. Rồi sao? Mình phải nhớ rằng mình tùy hỷ cũng vậy. Với cái điều lành, điều thiện thì mình nên tùy hỷ theo. Mình thấy người ta cúng dường, bố thí, hành thiền rồi đó, làm những cái điều lành, điều thiện đó, mình cũng quan hỷ, mình xa thú, mình tùy hỷ theo người ta. Nhưng mà có chừng vô tình lúc đó nó làm những cái điều bất thiện mà mình cũng vui thích theo đó, mình cũng bị dính, thấy không? Đó, nó mà nó đi câu cá, đi lưới cá, đi bẫy chim rồi mà nhiều quá rồi mình thấy mình cũng khoái, mình thích sao đó, rồi mình cũng bị cộng nghiệp, mặc dù mình có xúi biểu rồi nó làm á, nhưng mà mình thấy trời ơi nó đi tát cá về nhiều quá, quá trời, một thùng cá luôn, đó mình tùy hiểu theo, mình vui thích theo cái bất thiện, mai mốt á là nó bệnh nặng, nó chết, còn mình cũng bị sơ sơ, cũng bị trầy trụa chứ không đến nỗi chết, cho nên nó là trong đời sống chúng ta cũng phải có trí tuệ, có những lúc chúng ta phải kịp thời chặn đứng những cái hoan hỷ vui thích theo cái ác pháp bất thiện, kịp thời ngăn chặn liền, không? Chứ không có nên mà để cái tâm tùy hỷ ba cái điều và bất thiện, đó là nguy hiểm. Chúng ta nên tùy hỷ theo cái điều thiện, đó. Ví dụ như cái trường hợp ngày Bửu Chánh nhà nói đó, cái trường hợp cái chùa đó xây dựng mà còn thiếu cái kinh phí, còn nợ nhà thầu với mấy chỗ mà bán vật liệu, thì ngài thuyết pháp ngài mới kêu gọi người ta hùng ước vô để trả nợ cho nhà thầu với mấy cái điểm bán vật liệu đó. Nói ai mà hùng hước mai mốt làm vua, làm hoàng hậu, còn ai mà sa thú thì mai mốt làm quân hầu, làm tỳ nữ đó, thì cái người mà họ bố thí thì họ cái phước họ lớn hơn, còn cái người mà tùy hỷ với cái thiện pháp thì cái phước nó cũng có nhưng mà nhỏ hơn, thấy không? Đó, thành ra là một cái là họ tạo cái nghiệp lực, còn cái là cộng nghiệp, hai cái nó đi theo nhau. Thí dụ như trong khu rừng vậy, có những cái cây nó rất là lớn, rất là to,
À, nhưng mà bên dưới cây đó thì nó cũng có những cái loại mà cây thấp nhỏ, dây leo rồi chẳng hạn. Đó thì cái cây lớn này giống như là những cái người mà cái nghiệp lực chính yếu mạnh mẽ. Còn những cái dây leo, những cái cây nhỏ ở xung quanh ấy, là cộng nghiệp. À, thì chúng ta hiểu nó như vậy. Bởi chúng ta ráng trong đời sống, chúng ta nhớ là nếu mà chúng ta có quan hỷ, tỳ hỷ là với những cái thiện lành, à, đừng có xu hướng theo, à, du theo cái điều bất thiện thì rất là nguy hiểm. À, xin giải thích cái thắc mắc của các bộ và Tina. À, chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, thấy bây giờ thì cũng còn mấy phút nữa là hết giờ. À, dạ, đạo tràng chắc cũng không còn câu hỏi gì. Xin mời cô Nhật Quỳnh Quang Hỷ lên sám hối, và sau đó sư xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Giới phước báo của buổi sinh hoạt học pháp thảo luận Phật pháp, cầu mong chư tôn đức trưởng lão các ngài pháp thể căn ngang, chúc tất cả quý tôn nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ dân khổ đau thiên tai dịch quả trong đời sống, cầu mong tất cả chúng sanh ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa pháp thanh từ bi giảng dạy câu hỏi của các bụi cũng như của Tina. Dạ, cũng một lần nữa thành kính tri ân sư và Nhật Quỳnh, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh sám hối sau khi thính pháp. Uttamange na vande hang ba da phang sum va do tamang buat thay yo khali tau do sa buat thau kamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần như chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na vạn đề hăng thầm anh cho đức quý thần và rằng thầm mê vô ca li tô độ sâu thầm mô thầm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na vạn đề hăng sẵn khanh cha đu vi tho tâm ăn sẵn khê dơ khá li tổ đô sâu sẵn khô khăm mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Nhà đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc trước cái đạo tràng. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Tham Ma Giả. Nam mô Sằng Khai Giả. Xin thay mặt chư tăng phúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Kavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa bhuta anuvavena sana sothi bhavantu te. Kavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa thamma Uva we na sada so thi pa wan tu te pa watu sapa mangalang rakandu sapa dewa ta sapa sangka. Uva we na sada so thi pa wan tu te, tất cả phước báo hạnh có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo,
cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin như quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu sa thu lành thai và đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu bê kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha quan tu bu chi ta sa thình ka rơn tê tha vi ha ra man đa lê thệ ra cha ma cha na qua ca sa thích ka vô sa ra mi ka đa na bát tê u ba sa ca Gama cha de sa ni gama cha isara sa ba na phu ta su khi ta pha quan tu te cha la vu cha ye pi cha an da sam pha qua san se da cha ta a ta bo ba ma ti ca nêu ya ni căng tham ma qua răng ba tích cha te sa be vi du kha sa ka ron tu sang kha yang tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha phục ca la sang go ho tu sa mắc go và a tha ya cha he ta ya cha am he ra ca tu sat thầm mô sa về bi thầm ma cha di no buộc thinh sam ma bu na y ya ma thầm ma di yap ma quê đi tề ngưỡng cầu ca cấn chư thiên a trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiện về cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nào phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hà trung hà hoặc là mới tu thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh vương loại khâm lường nạn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên thành đặng mà dứt khổ truyền quanh đòa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau đài thêm phẩm hạnh thân cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người quy đặt cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật soi giao truyền. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính.